Sáng ngày 3 tháng 10, người thân ông Vũ Quốc Hùng xác nhận ông đã qua đời sau một thời gian điều trị bệnh. Thông báo về lễ tang của ông Vũ Quốc Hùng sẽ được gia đình và cơ quan thông báo sau. Ông Vũ Quốc Hùng sinh ngày 14 tháng 1 năm 1940, quê quán tại Sơn Tây, Hà Nội. Sau đó, gia đình chuyển lên định cư tại xã Nông Tiến, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Ông từng là giảng viên Trường Đại học Kỹ thuật Quân sự, nay là Học viện Kỹ thuật Quân sự. Từng là chủ nhiệm bộ môn công nghệ cơ khí, nay là bộ môn chế tạo máy, khoa cơ khí, khoa trang bị cơ điện. Từ năm 1976 đến năm 1979, ông học lấy bằng phó tiến sĩ chuyên ngành cơ khí luyện kim tại trường Đại học Bách khoa Leningrad Liên Xô. Từ tháng 7 năm 1980 đến tháng 11 năm 1987, ông giữ cương vị Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam. Từ tháng 12 năm 1987 đến tháng 12 năm 2006, ông giữ các cương vị Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa 6-7, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 7-8-9, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa 8-9. Ông cũng từng là trưởng bộ phận thường trực ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 lần 2 khóa 8 về chỉnh đốn đảng và chống tham nhũng. Ở thời điểm này, nhiều vụ việc, vụ án lớn đã được đảng, các cơ quan pháp luật của nhà nước đưa ra xử lý như vụ án Thủy Cung Thăng Long, Lã Thị Kim Oanh, vụ án Nam Cam. Khi về nghỉ hưu, ông Hùng vẫn tích cực tham gia ý kiến về những vấn đề thời cuộc, nóng của đất nước, nhất là về đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực.